Thưa quý vị, giá đất ở nhiều quận huyện trong dự thảo mới nhất đã giảm nhiều so với trước. Trong đó, đường Đồng Khởi, đường Lê Lợi, đường Nguyễn Huệ còn 687 triệu đồng một mét vuông, tương đương với 27.000 đô la một mét vuông. Thay vì là 810 triệu đồng một mét vuông, như lời đề nghị đưa ra hồi tháng 7 của năm 2024. Đây là nội dung được nêu ra tại dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định 02/2020 về bản giá đất trên địa bàn Sài Gòn, được Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện, chưa nếu như là chưa tính hệ số K, tức là hệ số điều chỉnh thì giá đất điều chỉnh dự kiến sẽ tăng từ 4 cho đến 38 lần so với giá được quy định tại quyết định 02/2020. Tuy nhiên, nhiều vị trí thì là giảm hơn 2 lần so với dự thảo hồi tháng 7 của năm 2024. Cụ thể, ở khu vực quận nhất, những tuyến đường có giá cao nhất, thà là đường Đồng Khởi, đường Lê Lợi, đường Nguyễn Huệ được điều chỉnh giảm xuống còn 687 triệu đồng mỗi mét vuông thay cho mức 810 triệu đồng ở dự thảo trước đó. Mức giá dự kiến ở một số tuyến đường lân cận như là đường Đông Du là 409 triệu đồng mỗi mét vuông, tức là hơn 16.000 Mỹ Kim cho mỗi mét vuông. Tuyến đường Hai Bà Trưng thì tùy đoạn có giá từ 350 triệu cho đến 450 triệu đồng, tức là khoảng 14.000 đô la cho đến 18.000 đô la. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ công trường Mê Linh cho đến cầu Nguyễn Tất Thành thì có giá từ 447 triệu đồng một mét vuông, tức là hơn 19.000 đô la một mét vuông. Ở khu vực quận 3 thì toàn bộ tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, công trường quốc tế dự kiến là có nơi có giá đất mới cao nhất quận là từ 305 triệu cho đến 340 triệu đồng mỗi mét vuông, tức là khoảng 12.000 đô la cho đến 13.500 đô la mỗi mét vuông. Giảm 20 đến 30% so với giá đề xuất trước đó và tăng khoảng 5 lần so với giá hiện tại. Loạt tuyến đường giao thương sầm uất khác ở trên địa bàn này như là đường Võ Văn Tần, đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Cao Thắng, đường Baxter cũng được đề xuất mức giá mới là còn khoảng 262 triệu đến 272 triệu đồng cho mỗi mét vuông, có nghĩa là giảm 8 đến 15% so với giá đề xuất vào hồi tháng 7 của năm 2024, nhưng mà tăng 5 đến 6 lần so với mức giá hiện tại bây giờ ở thành phố Thủ Đức là gồm có quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức cũ, cũng là địa phương có thay đổi mạnh theo dự thảo bản giá đất mới. Mức giá đất hiện hành tại khu vực này trung bình là từ 5 đến 8 triệu đồng mỗi mét vuông. Đây là giá ở trên giấy tờ. Tại bản dự thảo giá đất điều chỉnh hồi tháng 7, thì các tuyến đường như là Trần Não, Lương Định Của lên đến 149 triệu đồng mỗi mét vuông tức là khoảng 6.000 đô la cho mỗi mét vuông, tức là tăng 11 lần. Thì nay, theo cái dự thảo mới, giá đất xuống còn 120 triệu đồng mỗi mét vuông, tức là cũng khoảng 5.000 đô la cho mỗi mét vuông, chỉ tăng 9 lần so với giá hiện tại. Đường 23 phường Long Thạnh Mỹ, theo bản giá điều chỉnh tháng 7 thì tăng 28 lần, nhưng mà hiện tại thì giá mới nhất được đề xuất chỉ tăng 22 lần thay đổi nhiều nhất trong bản giá đất điều chỉnh bổ sung lần này là giá đất tại 5 huyện vùng ven đã giảm khá mạnh. Cụ thể là giá đất một số tuyến đường từng chênh lệch đến 40 lần là đặng công bình theo mức giá mới trong dự thảo thì xuống còn làm 18.5 triệu đồng mỗi mét vuông, thay cho mức đề nghị trước đó là 41 triệu đồng. Đường song hành quốc lộ 22, giá cao nhất được đề nghị là 32 triệu đồng mỗi mét vuông, thay cho mức đề xuất hồi tháng 7 là 71 triệu đồng mỗi mét vuông. Giá mới này chỉ tăng 20 lần, thay cho mức là 51 lần tăng trước đó. Hay như lờ đường Trần Đại Nghĩa ở huyện Bình Chánh, hồi tháng 7 được đề xuất giá tăng lên đến 25 lần, tức là giá hiện hành chỉ có 1.7 triệu đồng mỗi mét vuông được đề nghị tăng lên là 43 triệu đồng mỗi mét vuông. Nay thì theo bản giá mới còn là 34 triệu đồng mỗi mét vuông, tức là tăng 20 lần. Ở khu vực Củ Chi, tuyến đường tỉnh Lộ 7 từng có giá điều chỉnh tăng hơn 30 lần so với hiện tại, thì nay theo bản giá mới xuống còn 8.7 triệu đồng mỗi mét vuông, tức là tăng 24 lần. Mặc dù trên văn bản giấy tờ đưa ra thì nghe có vẻ rất cao nhưng mà trên thực tế cho thấy là giá đất trong dự thảo này còn đang thấp hơn so với giá giao dịch trên thị trường từ 25% cho đến 50%. Ví dụ như tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ ở quận Nhất, mức giá dự kiến đưa ra là 687 triệu đồng một mét vuông, tức là khoảng 27.000 đô la một mét vuông. Trong khi theo khảo sát của nhiều đơn vị nghiên cứu thì giá nhà đất ở hai khu vực này được rao bán với giá từ 1.2 tỷ cho đến 2 tỷ đồng 1 mét vuông, tức là từ 48.000 đô la cho đến 80.000 đô la một mét vuông, chứ không phải là 27.000 đô la như là đề nghị ở trên giấy tờ. Ở khu vực thành phố Thủ Đức, nhiều lô đất trên đường Trần Não, Lương Định Của thuộc phường An, thuộc phường Bình An, đang chào bán với giá là 180 cho đến 250 triệu đồng một mét vuông, tức là khoảng 7.200 cho đến 10.000 đô la một mét vuông, cao hơn 20 đến 30% so với dự thảo bản giá đất điều chỉnh mới chỉ có 120 triệu đồng một mét vuông. Hay là tuyến đường Đặng Hữu Phổ thuộc phường Thảo Điền, giá bán thực tế là 155 triệu đồng một mét vuông, cao hơn tức là hơn 6.000 đô la cho một mét vuông, cũng cao hơn 50% so với mức đề xuất chỉ có 71 triệu đồng mà thôi. Ở khu vực quận chính cũ, tuyến đường Đỗ xuân hợp có giá dự kiến mới là 66 triệu đồng một mét vuông, trước đó là 81.7 triệu đồng một mét vuông. Nhưng thực tế thì giá giao dịch ở khu vực này trung bình lên tới 120 triệu đồng một mét vuông. Với các huyện ngoại thành như nhà bè, hay là hai tuyến đường Phạm Hùng, Huỳnh Tấn Phát thì điều chỉnh tăng lên cao nhất là 56 đến 64 triệu đồng một mét vuông. Nhưng mà thực tế thì giá đất trên những con đường này đều không dưới 100 đến 120 triệu đồng một mét vuông. Hay như huyện Hóc Môn, giá đất một số tuyến đường từng trên lệch đến 40 lần là đặng công bình, theo mức giá điều chỉnh mới sẽ còn là 18.5 triệu đồng một mét vuông. Nhưng mà thực tế giá mặt tiền của tuyến đường này trung bình vào khoảng 35 triệu đồng mỗi mét vuông. Đường sông Hành ở quốc lộ 22 thì giá cao nhất là 32 triệu đồng mỗi mét vuông. Còn thực tế đất gần đường có giá bán từ 50 đến 80 triệu đồng mỗi mét vuông. Bản giá đất điều chỉnh lần này nếu như được Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua thì sẽ sử dụng cho đến hết năm 2025. Cuối năm nay, cơ quan quản lý sẽ đánh giá lại để bảo đảm phù hợp tình hình kinh tế. Từ đầu năm 2026 thì thành phố sẽ áp dụng bản giá đất hàng năm chung theo luật đất đai. Trước đó thì Sài Gòn dự kiến ban hành bản giá đất điều chỉnh áp dụng từ ngày 1 tháng 8 khi luật đất đai 2024 có hiệu lực. Tuy nhiên, Việc này gặp nhiều phản ứng trái chiều khi cho rằng giá đất nhiều khu vực, đặc biệt là các huyện ngoại thành tăng đột biến, tác động đến người dân. Theo đó thì giá đất trong dự thảo bản giá điều chỉnh tháng 7 tại nhiều địa bàn có xu hướng tăng trung bình từ 5 đến 10 lần. Một số địa phương thuộc khu vực ngoại thành và vùng ven của Sài Gòn dự kiến điều chỉnh tăng đột biến từ 15 đến 50 lần so với hiện tại đó là chưa nhân hệ số ca. Tuy nhiên, sở khẳng định giá đất này mới chỉ bằng 70% của thị trường. Do không có bản điều chỉnh, cho nên hàng ngàn hồ sơ đất đai bị ùn ứ vì không thể tính thuế. Mặc dù chính quyền Việt Nam luôn khẳng định xây dựng bản giá đất điều chỉnh tuân thủ các quy định, nhưng thực trạng dân oan mất đất, những lời tán thán, kêu than, kêu gào vì chính quyền chiếm đất bồi thường không thỏa đáng vẫn là vấn đề nhức nhối của xã hội việt nam